Tọa lạc ở khu Palm Jumeirah bên bờ sông của Dubai, đài phun nước Palm đã được ra mắt công chúng với buổi lễ được phát trực tiếp trên toàn thế giới. Đài phun nước trải dài hơn 4.200m2 trên mặt nước biển, được trang bị 128 súng phun nước có thể bắn cao tới 105m. Palm đã xoán kỷ lục của đài phun nước cầu vồng Banpo Moonlight của Hàn Quốc và cũng là đài phun nước đang giữ kỷ lục Guinness về diện tích lớn nhất thế giới với 2.519m2. Palm cũng là đài phun nước được trang bị nhiều đèn LED nhất Dubai với hơn 3.000 chiếc và được thiết kế hiển thị các màn hình nhạc nước kéo dài 3 phút sau mỗi 30 phút. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một điểm thu hút mới đối với khách du lịch trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay. Nó cũng là một nơi tham quan đáng yêu dành cho người dân, gia đình và bạn bè. Đài phun nước này được mở cửa cho công chúng tham quan quanh năm.